Xin chào tất cả các bạn, chúng mình cùng cho những con vật đi ăn cỏ các bạn nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ cho hai bạn thỏ đi ăn cỏ trước các bạn ơi. Thỏ này. Chúng mình cũng cho bạn Châu công viên chơi ha. Bạn Châu đang đi ăn cỏ đấy. Em bé đang chăm Châu. Em bé đang cho bạn Châu ăn cỏ. Châu đã ăn cỏ rồi. Chúng mình sẽ cho bạn hổ đi chơi nhé. Mình sẽ cho bạn bò sữa ra ăn cỏ các bạn nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ cho bạn khủng long đi chơi nào. Chúng mình sẽ chơi bạn khủng long có cánh này. Cánh này cũng ra ăn cỏ. Chúng mình sẽ chơi với bạn voi.
trời, bạn bò sữa. Đây là bạn bò sữa. Cho lại đi. Đi ăn cỏ nhé. Bò sữa đang ăn cỏ các bạn ạ. Bạn ăn ngoam 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 ngoam. Bạn ăn xong rồi bạn đi về đấy. Chúng mình sẽ cho bạn cua. Bạn không chạy nhưng mà bạn chạy xuôi ạ. Chúng mình sẽ chơi với bạn rùa. Chúng mình sẽ chơi với bạn voi màu xanh. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.